Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về, người người nhà nhà nô nức sắm sửa chào đón một năm mới. Không khí của mùa xuân sẽ trở nên tươi đẹp và ấm áp hơn khi trên mâm cỗ ngày Tết của mọi nhà có đầy đủ thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh. Trong đó, chiếc bánh chưng tượng trưng cho hình ảnh của đất đã trở nên quen thuộc, gần gũi, đi vào trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt khi Tết đến xuân về. Gia đình bà Trần Thanh Hải ở khu 3 thị trấn Tắc Khê, huyện Tràng Định đã gắn bó với nghề làm bánh chưng gần 20 năm nay. Bánh chưng của gia đình bà Hải không chỉ ngon, rèn, dẻo mà còn luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, không chỉ được người dân trên địa bàn huyện Tràng Định biết đến mà cả các địa phương khác trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh thành phố trên cả nước cũng đặt mua rất nhiều. Thậm chí chúng còn có mặt tại một số nước, giúp những người con xa quê phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Bánh chưng của gia đình bà Hải được làm quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là vào dịp Tết Nguyên đán. Trung bình vào dịp Tết, gia đình bà làm khoảng 1,4 tấn gạo và cho ra hơn 1 vạn chiếc bánh chưng. Theo bà Hải, để làm được một chiếc bánh chưng ngon, điều quan trọng nhất là phải chọn được gạo nếp ngon và vo thật sạch đến khi nước trong. Sau đó ngâm khoảng 3 đến 5 phút với nước nóng. Bí quyết để có một chiếc bánh chưng dẻo rèn là gạo phải để ráo nước và thật khô trước khi gói. Tuy nhiên dù có bí quyết gì thì theo bà Hải, để một chiếc bánh ngon thì người gói phải hiểu về ý nghĩa của chiếc bánh chưng xanh trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Theo tôi là muốn bánh ngon ý, là cần cái gạo ngon, gạo thì không thiếu, đâu có gạo nhưng mà quê hương Tràng Định của tôi là được có một cái loại gạo nó rất là thơm, dẻo, để được lâu. Cái gạo rất là ngon, thì là cái chọn gạo là cái quan trọng nhất, thì là cái bánh nó ngậy, nó dẻo, nó thơm. Ngoài ra lại còn những yếu tố như lá rong ở chỗ tôi là mua về là tôi làm luôn, cho nên nó tươi thì nó cũng có cái độ thơm hơn, để phải có cái tâm của cái người làm bánh. Đấy, gạo là mình phải sàng sạch sạch sẽ, gạo chọn gạo ngon và vo xong là để nó ráo chứ không phải ngâm gạo. Đấy, khi mà mình gói là gạo phải khô. Đấy, đỗ nấu phải đỗ ngon, nó bở hợp và đồng là cái thịt nhân thịt của nó ấy. Cái thịt này thì nạc quá cũng ngon, mà mỡ quá thì nhiều người cũng ăn được, nhưng mà nó phải có vừa nạc vừa mỡ để nó mới ngậy được bánh, và thì phải thịt tươi. Những ngày cuối năm, dù bộn bề với bao công việc, nhưng bà Nguyễn Minh Nguyệt ở thôn Hoàng Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn vẫn dành thời gian để chuẩn bị đầy đủ cho mâm cơm cúng ông Công ông Táo và bữa cơm tất niên của gia đình. Trong đó không thể thiếu món bánh chưng xanh. Bánh chưng trong tâm thức người Việt Nam là món ăn truyền thống thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, lòng thành kính của con cháu đối với công lao dưỡng dục của bậc cha ông đi trước. Đây cũng là món của sự sum họp gia đình dịp đầu xuân năm mới. Chính vì vậy, trong những ngày Tết Nguyên đán, bánh chưng là món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ của gia đình bà Nguyệt để dâng lên ông bà tổ tiên. Trong không khí ấm áp của mùa xuân, bên mâm cơm có đủ bánh chưng xanh, dưa hành, thịt gà. Ông bà cùng con cháu thành kính thắp hương trước bàn thờ gia tiên, báo cáo với tổ tiên những việc đã làm được trong năm cũ và niềm hy vọng về một năm mới thuận lợi, bình an, gia đình hạnh phúc. Nhắc đến Tết, mỗi người dân Việt Nam ai cũng thuộc câu thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Trong đó, chiếc bánh chưng tượng trưng cho một mùa màng bội thu và cuộc sống no đủ. Chính vì vậy, bánh chưng không thể thiếu trong ngày Tết, nhằm thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu. Trong mâm cơm tất niên và những ngày Tết Nguyên đán của gia đình tôi, vì thế cũng không thể thiếu bánh chưng xanh. Nó thể hiện sự sum họp đủ đầy và hạnh phúc của một gia đình khi năm mới đến. Có thể nói Tết sẽ chẳng thể là Tết nếu thiếu đi bánh chưng xanh. Trong bất cứ một giai đoạn lịch sử nào, người Việt Nam ta cũng luôn coi trọng hạt gạo, nguyên liệu chính tạo nên món bánh truyền thống này. Hạt gạo được ví như hạt ngọc của trời đất ban tặng cho con người. Cùng với gạo, nguyên liệu làm bánh còn có đỗ xanh, thịt lợn và lá rong, lạt rang. Một chiếc bánh chưng đẹp và ngon đạt yêu cầu là phải vuông vắn, các góc căng đều. Bánh dễ bóc, róc lá, nhân không bị lẫn vào gạo mà tập trung ở giữa. Bánh có vị thơm, hạt gạo nhuyễn và dẻo, nhân đậm đà, có chút vị cay nhẹ của hạt tiêu.
miếng bánh thơm ngậy, ăn vừa miệng. Khi cuộc sống với bao bộn bề công việc, nhiều gia đình đã tìm đến những cơ sở làm bánh gia truyền, đảm bảo uy tín để lựa chọn những chiếc bánh thơm ngon, giữ được hương vị bánh truyền thống theo phong tục của dân tộc. Song cũng có những gia đình dù ít dù nhiều, họ vẫn cùng nhau gói những chiếc bánh và ngồi quây quần bên bếp lửa trong không khí ấm áp của mùa xuân. Sự tích bánh chưng, bánh dày, nó gắn với quá trình hình thành, phát triển đất nước. Đặc biệt, từ thời vua Hùng cách đây mấy nghìn năm, cái câu chuyện bánh chưng, bánh dày, nó đã trở thành cái lẽ sống đấy, thành cái tình cảm đấy, thành cái đặc sản văn hóa của Việt Nam. Khi nhìn cái bánh chưng, người ta nhớ đến cả cội nguồn, cả dân tộc, cả cái quá trình hình thành phát triển lịch sử. Vậy thì lễ Tết phải có bánh chưng, cho nên tục gói bánh chưng của Việt Nam đều có cái nét theo cái nguyên lý như vậy. Mỗi khi Tết đến xuân về, dù có đi ngược về xuôi, thì vào ngày Tết trong gia đình mỗi người Việt Nam nói chung, người dân Lạng Sơn nói riêng đều không thể thiếu chiếc bánh chưng. Ý nghĩa của chiếc bánh chưng xanh trong mâm cỗ ngày Tết cổ truyền không chỉ ở sự kết hợp sản vật của đất trời mà còn thể hiện sự đầm ấm sum họp gia đình. Là món ăn, là hương vị mà ai đi đâu cũng muốn được thưởng thức, như một biểu tượng cho sự đoàn viên, sự đủ đầy trong những ngày đầu xuân năm mới.